Xin chào cô chú anh chị, hôm nay mình ghé thăm Vi sống tại huyện Trần Đề, thì cũng không biết là cuộc sống của Vi lúc này như thế nào rồi. Thì sau một thời gian mình cũng cập nhật, cũng được Vi Mạnh Thường Quân sống bên Mỹ cũng giúp đỡ cho Vi xe lăn và xe lăn ở trong nhà nữa cả nhà. Thì bữa nay thì mình đến đây để coi em Vi ăn uống gì chưa. Thì đặc biệt nhất là mình vô mình thấy là Vi có mua dưa hấu cũng rất là nhiều nè ha cả nhà, không biết là mua để làm dừa để ăn hay là như thế nào nữa ha cả nhà. Thì mình thấy ở trước nhà nó cũng có, kế bên nhà nó cũng có bán dưa hấu, chắc là vừa bán vừa cho hay sao đây cả nhà. Đây thì toàn cảnh nhà của Vi nè cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng vô trong Vi, nhà Vi cùng với mình ha. Thì đây là toàn cảnh là Vi sửa quạt, thì dụng cụ này kia cũng rất là nhiều, cho nên là cái căn nhà bữa hổm đó mình cũng nhờ cô Than dọn dẹp sạch sẽ hết một lần rồi, mà cỡ tuần sau nữa mình quay lại thì cũng thấy căn nhà cũng lộn xộn, nói chung là lộn xộn về cái đồ hư á cả nhà, đồ cánh quạt này kia hư ấy, Quy dồn vô một chỗ, Quy không có thấy người ta bán phế liệu á, thì cho nên là Quy không có bán ha cả nhà. Thì buôn bán phế liệu Quy nói cũng phải có mối, người ta có cái quạt hư hư thì đem lại cho Quy sửa, hay là bán cho Quy rẻ rẻ để Quy sửa, Quy bán lại để lấy tiền ha cả nhà. Còn cái chiếc xe lăn này nè, đó xe lăn này thì Quý Mạnh Thường Quân cũng có mua tặng cho Quy rồi, thì Quy không biết có chạy hay chưa, với bếp ga nữa nè ha cả nhà, chén muối này kia ha, nhiều rồi ha. Ồ Quy đang làm gì á Quy? À đang nấu cơm hả? Ủa giờ này mới nấu cơm vậy, chưa rồi? Dạ dạ, đang làm đồ cho anh ta. Làm đồ cho anh ta hả? Mới nấu thôi hả? Dạ dạ. Ôi ôi, gạo một thúng luôn. Thì ăn cơm chưa anh em, mà chưa đầy ăn cho em luôn nha. Bình này chưa có dùng cơm nè, sáng giờ cũng chưa có ăn nè. Vậy thì nấu cơm cho nhiều chút đi. Vậy vậy? Nấu cơm nhiều luôn hả? Dạ. Tiếp anh luôn. Dạ, yeah. Bữa nay cho mình nấu ăn cơm ở đây với Vi luôn hả? Đúng rồi. Bữa nay được gì đãi bình đen nè. Cái dưa hấu quá. Gì? Dưa hấu á. Dùng cơm với dưa hấu hả? Dạ, dạ. Ủa nãy thấy dưa hấu một bịch á, mình mua bao nhiêu tiền vậy? 50. Ủa 50 ngàn sao nhiều quá vậy? Người ta bán ra người ta cho luôn. À. Vừa bán vừa cho đó. Vừa bán vừa cho ha. Dạ. Thì gạo mình nấu mấy chén vậy? Hai chén hả? Dạ. Ồ, bữa nay mặc đồ thấy đẹp trai quá ha. À, ở này thấy Vi đẹp trai hơn á cả nhà. Quá rồi. Rồi bây giờ mình đi rửa. Ô. Oh, đã vậy. Chà. Cái tình hình này sao đây? Đây cả nhà. Ô, oh, lên bằng cái phía sau trước hả? Rồi bắt đầu quay lại hả? Cái gì cũng không được. Thôi quay lại đi. Tới trước chút, dính cái giò. Tới trước chút. À. Đây. Đó, thấy vậy. À, nhìn lên đây coi, yeah, đẹp trai vậy. Rồi, bắt đầu Vi sẽ rửa nồi cơm ha. Dạ. Thấy đi cũng khó vậy Vi? Phải khó chút. Mình có tập không? Mình có quen không? Tập mỗi ngày mà. Tập mỗi ngày mà chưa có quen hay là sao? Chưa có quen vậy, nó nặng vậy đó. À, nó nặng vậy ha. Rồi bây giờ mình tới chỗ mình làm sao nè? Làm sao xuống? Làm xuống. Làm sao xuống? Xuống là dễ hả? Xuống dễ lắm. À, xuống rất là dễ ha cả nhà. Vì đó Vi xuống rất là dễ ha cả nhà. Vậy là mình rửa ở đây luôn hả? Dạ. Gì vậy? Sao lấy bằng chảy chà? Nó đau lắm á. Đau nó sạch. Đau mà nó sạch. Để mình rửa xà bông đi, nó sạch hơn Vi. Rửa xà bông á, rồi xong mình hãy chà gạo. Mình rửa tay sạch xong rồi mình mới chà gạo hả? Đúng rồi. Đây.
Ôi đau lắm Vy ơi. Làm cho nó sạch. Sạch à? Dạ. Ơi cái đó là cước trà nồi trà chén mà. Dạ. Quen hả? À? Quen rồi. Mua bằng chảy đi. Chặt tay mình mới rửa gạo à. Sạch xà bông chưa? Sạch rồi. Sợ ăn cơm nó hôi xà bông nha. Ướt vừng hết rồi. Ướt coi, phải ướt vậy mới được. Hả? Phải ướt vậy mới được tại mình làm sát cái đất mà. À, mình làm sát cái đất ướt vừng không mình không dở vừng lên. Dở nó cũng xuống à. Cũng xuống hả? À. Mình lấy mà vừng cục cục xíu được không? Cũng được nhưng mà thấy nó không đẹp. Không đẹp. Rồi, Vy sẽ trà gạo ha cả nhà. Mình rửa mấy nước? 3 nước. Vậy là bữa nay Vy đãi bình cơm với dưa hấu hả? Dạ. Với nước mắm hả? Dạ. Hay nước tương? Chứ cả nước tương, không có nước tương này cháo ha. À, với cháo ha. Dạ. Sao mà nó mua đồ ăn ngày gần chợ mà gửi người ta mua không có người nào mà đi ngang nữa. Ôi giời, mình ra ngoài đó người ta đi ngang đó gửi người ta mua đồ ăn, đồ người ta làm chín sẵn đó. Ôi, nó mắc lắm. Mắc đâu, mua 30-40 ngàn mình dùng được rồi nguyên một ngày rồi. Có chút xíu à, em mua rồi à. Mua rồi à, có chút xíu à. Dạ. Ăn không đủ à? Ăn không được một ngày hay gì? Đúng rồi. Mình mà ăn lớn có một ngày một là hết rồi. À, một buổi một hết rồi. Một buổi một. Một bữa. Rồi, hai nước mình để nước ở đây nấu luôn hay là sao Vy? Để nước đây nấu luôn. Để nước đây luôn hả? À, sao mà nó không để cái nước thùng á Vy? Thùng sắp hết rồi. Sắp hết hả? À, có đổi chưa? Chưa đổi nữa, nó sắp hết, nó chưa hết, nó sắp hết. Sắp hết thôi. Dạ. Rồi, mình để nước này mình nấu luôn ha. Dạ. Mình để dừa nước hay là sao? Dừa. Đâu đó là chỉ là dừa phải không? Không phải, một nước nữa. Mình rửa thêm nước nữa hả? Dạ. Rửa nhiều nước ha. Cho nó xịt. Bảo hoàn sức khỏe mình chút nè. Bảo hoàn sức khỏe của mình chút à? Thường thường mình có nghe nói người ta đó là ăn dưa sống lâu mà ta. Dạ. Hả? Cái đó hồi xưa, chứ hiện tại bây giờ nó không có gì đâu. Không có gì hả? Dạ. Hồi xưa người ta nói cái gì? Ngày xưa đó người ta sống vậy được chứ bây giờ sống chứ lấy hồi xưa làm theo giờ nó chết rồi chết luôn. À chắc không được ha. Không được rồi. Như tại buổi bây giờ tiên tiến rồi. 4.0 rồi, 5.0 rồi, 6.0 rồi, tới đời của ông Vy là 10.0 rồi. Ngay cả Vy nè đi không được còn đi tới đi lui nấu cơm này kia dùng một mình ha Vy ha. Dạ. Vy ngay cả Vy còn có nghề nghiệp tay nghề rất là cứng cáp, sửa quạt gió nè, một ngày thu nhập khoảng 3 triệu rồi cả nhà. Không khó đâu. 30 ngàn hả? 30 nhiều nhất là 100 là hết mất rồi. 100 là hết mất hả? Rồi hết nước luôn. Hết nước luôn. Cúp nước. Lấy nước này nấu nè. Lấy nước nào? Ủa cái này quan này sao? Quan này hư à? Hư à? Sợ đôi khi không mở mày. Quan đó hư à? Lấy nước ở trong ta, xong nấu đi. Lấy nước. Nước mình uống á. Phải rồi, lấy nước mình uống này. Đi. Vậy là nước ở đó hư hết rồi phải không? Hết rồi. Bây giờ mình lấy nước ở đâu nấu nè Vy? Lấy nước lọc. Nước lọc luôn ha. Lấy nước lọc mà mình uống á. Rồi bây giờ mình leo lên xe hay là sao? Để cái này xuống trước. Để cái này xuống cái ha. Rồi xong mình mới leo lên xe. Ủa thấy cũng dễ đó ta. Dễ mà đâu có lúc này gành nè hả? Cũng gành rồi. Gành nè. Đó. Tuy rằng nó hơi khó một chút xíu nhưng mà mình sạch sẽ Vy ha. Đúng rồi. Ngồi ngay giữa Vy. Có khi nào ngồi nó lật không? Không. Không ạ. Rồi, bắt đầu mình tiếp tục mình đi nè.
Để nước ở đâu đây? Ê. Đó. Đó. Rồi bắt đầu mình mở nắp ga, mình bóp nước tôi chết xuống hả? Đúng rồi. Đẩy cái thùng ga xíu. Mày nấu cơm mày cũng hói nước thùng này cũng lâu lắm rồi, bình đổi cho mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hả? Ủa đủ vậy? Nước dưới nước ít quá, không chín đâu. Nhiều xíu đi. Rồi, đậy nắp lại. Ra mồ hôi quá trời. Ra mồ hôi hả? Nực hả? Rồi, tiếp tục chuyến xe. Bắt đầu lăn bánh tiếp tục. Mình đem đi đâu nấu đây? Mỗi ngày cái cuộc sống của Huy hàng ngày đó cả nhà. Không có làm gì. Không có làm gì. Phải đi này thôi ha Huy ha. Hả? Cái này nó đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn à? Dạ. Mình lắc tới lắc lui á, nó sẽ quay bánh xe, mình đi trước à. Làm gì? Đi ăn trước á, đẩy nó ăn trước luôn. Đó. Quẹo lại, đẩy bên kia, bên nào đi á. Đúng rồi đó. Rồi, đẩy tới. Đó. Đó. Hơi khó ha, Vy ha. Ôi, chắc chẹp. Khó không? Không khó. Không khó à? Đó, gớt rồi đó. À. Rồi, Vy nấu ở đây ha. Dạ. Tới chỗ nấu rồi ha cả nhà. Mỗi một lần mình nấu cơm hay khó vậy hay sao? Đúng rồi. Cái mà trời mưa nó khó nữa. Nó tạt vô rồi mình phải ướt quần. Mình ướt quần áo mới được cơm ăn. Cái nồi cơm dùng á. Ướt quần áo mới được cái nồi cơm dùng á. Đúng rồi. Trời ơi. Nó có quạt không? Để quạt hả Vy? Thì lúc này mình sửa có được không Vy? Cũng được. Nhờ anh Vy đó người ta biết nhiều. Nhờ anh Vy đó, Vy giới thiệu đó người ta biết nhiều người ta. À, nên là người ta lại đến đây sửa cũng nhiều thôi. Dạ. Có điện chưa? Ghim chưa? Ghim ở đâu để mình ghim cho? Ghim ở đâu? Đó đó. Hả? Ở đó đó. Cái cọng cái cọng màu mà ở trên đất đó, màu đen đó. Đâu có đâu Vy? Đó mà màu đen à ơi. Đúng rồi đó. Này hả? Đúng rồi. Ghim vô đâu? Ghim vô chỗ ổ đó đó. Coi coi phải không? Không, không phải rồi. Chị em nấu cơm xong nha, ăn với nhau nha. Yeah. Có dưa hấu cho mình ăn ha. Dạ dạ. Dưa hấu nè cả nhà. Ồ ngon quá. Rồi, thì vậy không có đồ ăn phải không? Dạ. Rồi để mình đi mua đồ ăn cho Vy ha. Rồi mời cả nhà cùng theo Bình để đi mua đồ ăn cho Vy dùng ha cả nhà. Dạ. Thì chắc đi cỡ 15 phút cơm cũng chín rồi ha. Dạ dạ. Bây giờ đó thì trong thời gian chờ đợi cơm chín đó thì mình cũng đã đi mua thịt 50 ngàn. Đi vòng vòng mua không có ai bán gì hết đó cả nhà. Thì chỉ có thịt mà người ta bán cơm sườn đó cũng mua của cô. Thì mình cũng thường xuyên ghé dùng cơm ở đây đó cả nhà. Thì bây giờ mình cũng có mua thịt là 50 ngàn. Bây giờ mình mở cho Vy xem và cho cả nhà xem.
Wow, thịt rất là nhiều luôn á Vi. Dạ. Ờ, 50 ngàn rất là rẻ luôn cả nhà. Quá đã luôn ha cả nhà. Để quá mà, nhiều luôn. Để em mai mua, để chút nữa anh cho số điện thoại em để em đặt em mua. Đặt em mua luôn hả? Dạ. Quá nhiều luôn á. Em mua 50 ngàn là dùng không hết đâu đó. Đúng rồi. Thiệt á. Thì đặc biệt chứ á cả nhà, nhà của Vi á. Vi chỉ có cái gì Vi dùng đó thôi cả nhà. Đặc biệt nhất là dưa leo. Đây. Có dưa leo nữa ha cả nhà. Wow. Hơi nực á Vi. Chụp nữa cho cả xin số điện thoại ba. Dạ, có gì Vi đặt phải không? Rồi. Vi thấy ngon hả? À? Đặc biệt nhất là có dưa hấu nè. Mà không biết có gì xẻ hay không nè cả nhà. Rồi, mình sẽ bới cơm cho. Rồi. Để này xuống dưới đi ha. Để xuống đi. Ui nóng là nóng. Ui. Nước tương hả? Mình dùng với nước tương hay nước mắm hả Vi? Ủa sao không để chén nhỏ, chén lớn vậy Vi? Không có chén nhỏ đâu. Hả? Không có chén nhỏ. Ôi, nguyên nồi cơm luôn nè cả nhà. Quá trời luôn rồi, nóng. Em một mình em à, ăn không hết không nha. Ôi, ôi. Chén này Vi rửa rồi phải không? Rửa rồi nữa. Ừ, rồi. Múc nhiều ít? Vừa thôi. Vừa thôi hả? Em ăn ít. Ừ. Chén của Hiên à. Rồi, đây, một tô. À, mình cũng ăn tô luôn, Vi ăn tô, mình sẽ ăn tô thôi cả nhà. Mình sẽ lấy nước tương lại để xịt luôn. Ây ôi, Vi ơi, nực quá Vi. Chào bà con cô bác ơi Vi. Dạ, con chào bà con cô bác ạ, à. Gần xa. Ừ. Xa cũng gần thì cũng chào hết trơn nha. Xa cũng gần cũng chào hết á. Rồi mình sẽ bước một tô. Wow, quá trời đã luôn rồi cả nhà. Ôi, nực quá. Mình được rồi, bình để mình đi lấy bạc cho. Ở đây có chỗ nào ghim không? Không có. Ờ, có dây rồi. Cái dây màu trắng đó cái kéo kéo ra đi được á. Được không? Được. Rồi, ok. Dây này đúng không? Đúng rồi. Dài không? Anh sửa giờ đó. Chào cả nhà, mời cả nhà dùng cơm với con nha. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Nước tương này mấy ngày rồi? Không dùng vậy Vi? Không dùng đâu có hết. Hả? Còn nửa chai kia nữa kìa. Chai gì? Nước mắm hả? À? Nước mắm rồi, nước tương này không có luôn. Ừ. Này chai mới hả? Cái này chai mới, chai cũ em không biết đâu ạ. Này chai mới nè cả nhà. Rồi, xịt không? Xịt chưa chút được rồi, nó mặn lắm. Mặn không? Mặn á. Được chưa? Được rồi. Rồi, bình cũng xịt. Bữa nay dùng cơm với Vi nữa rồi, cả nhà ơi. Rồi, dứt. Mời cả nhà dùng cơm cùng với Bình với Vi nha. Sáng giờ Bình cũng không có dùng cơm. Em cũng vậy đó. Rồi có món tráng miệng là dưa hấu. Mỗi người một trái. Mời cả nhà ăn cơm rất là ngon. Và đặc biệt nhất qua nhà Vi, Vi cho ăn tô mà. Chứ không cho ăn chén. Ăn tô, một tô, một là một là no à. Ừ. Mà gạo này ngon đó Vi ha. Dạ. Nghe gạo em mới cho bà hổm đó. Ngon. Dùng đâu hết đâu. Dữ à. Thịt nè. Dứt. Chắc cô bên cho nước mắm á. Thiếu gì? Hả? Thiếu gì? Có người ta lại lấy đồ. Có đó. Anh nhai được cái bàn này à. Bạn đó người ta mua cho đó, người ta thấy em ăn cơm lùng quá người ta mua cho à. Ừ? Cao một chút. Đời người ta mua cho nữa hả? Lâu rồi không dùng thịt này hay sao? Không có rồi. Không, bữa nào muốn ăn á, lấy số điện thoại để mình lấy số điện thoại cho. Rồi có gì muốn ăn á, cho em phải giao dùm. Dạ. Mình mua 50 ngàn phải giao dùm. Nha. Mà cả nhà ơi, 50 ngàn thịt rất là nhiều luôn á, không? Thiệt. Rồi 50 ngàn thịt rất là nhiều luôn á Vi. Em dùng từ chiều tới sáng là được rồi. Đó, một ngày được á. Một ngày được. Thấy ngon. Sáng giờ Bình không có ăn cơm cả nhà.
Đói bụng nhất. Em cũng vậy, em đâu có ăn đâu. Ừ. Có trà đá uống không? Quên nữa. Nhắc con trà đá uống. Hát đi ha. Em có nước mà. Ừ. Em còn nửa chai á. Ừ. Để đây đi, lát dễ bỏ. Dạ, xong rồi. Dạ, trong để đi, rồi rửa. Ừ, chán ha. Vừa dẹo đi. Không thích ăn gạo mà vậy mấy đâu. Ừ, nó thịt quá. Thịt nó quá ăn đi. Thịt này làm vừa ăn không? Cũng vừa. Dùm được không? Được. Để anh cho số điện thoại em đây để có gì em đặt mua. Ừ. Rất rẻ luôn ha. Hồi nãy Bình Nguyên xin xúc. Có xúc nữa hả? Có. Xong rồi xin xúc. Thế giờ cơm em ăn vừa ăn không? Thì cơm em nấu vừa ăn không? Không biết vừa hay không mà đưa vô à? Ngon. Nó khô. Ăn cơm vậy nó nhìn đãi lâu lắm đó. Ăn nó không có tốt mà cơm á. Thì sao? Giống như là nó tiết kiệm cơm á, nó làm cho mình lo được no được lâu quá. Ừ. Nên nếu mà ăn cơm dẻo nó dễ lắm. Ừ. Nó hết à. Ừ. Còn dưa hấu mình làm gì ăn hả Vi? Bây giờ không có dao nè, đập ăn luôn. Đập luôn. Ừ. Lên chảy đi ha, thử rồi nó ngọt chín không, phải không? Ăn cơm hết đã này mình lấy cái muỗng múc ra. Thì người một chai phải không? Người một trái không? Dạ. Nè. Nửa chai cũng được. Không, một trái đi. Chai hả? Ừ. Đi, Huy. Để mình múc thử ha. Này hồi xưa ha, Huy ha. Hả? Thì ăn trước đi, em ăn cơm xong mới em ăn được. À. Huy. Đen đen đen. Wow, ngon quá vậy. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Lên trái đi ha. Dạ, để em ăn cơm xong rồi em ăn sao? Rồi, để Bình xẻ cho. Này của Vy. Đích. Cái một lấy luôn. Nè, của Vy nè. Cái này. Nè nè nè, ngon quá vậy. Để đâu ra. Rồi, để đây đi. Để đây cho. Wow, dưa hấu rất là ngon. Cái nha. Rồi. Được rồi. Đó, để Bình để. Rồi, xong. Dứt. Nó gớt á. Thôi, để Bình để. Với sao nè. Dạ. Dứt. Không có dao hả? Không có dao. Ừ. Mà người ta cho không có nấu đâu. Ừ. Bếp ga mưa ấy là không xài hả? Xài. Hả? Xài. Nấu hột vịt, nấu gì nữa. Ừ. Bây giờ cô... Mời cả nhà ăn dưa hấu. À, cô hồi nãy nói à... Chắc em cứ nghỉ ăn hột vịt này. Cô nói ăn nhiều quá không tốt. Ừ. Em mình... Ngọt quá. Ngọt không? Ừ. Dưa hấu này là 50 ngàn ha cả nhà. Vậy cũng cho anh ta hết 2 trái thôi. Đúng rồi. Đâu cho anh là đây là 5 mình 2 ra 7, 7 cho 2 là 9 trái rồi. Không có canh thì dưa hấu là canh đó.
Phải không Huy? mà hồi mà hồi cái mùi nó ngọt không sao hết à? Hả? Ngọt không? Cái gì? Ngọt không? Dưa hấu à? Dưa hấu á. Ngọt lắm. Em nghe cái mùi nó biết rồi. Đó, bây giờ nó hết chén rồi đó. Cái ăn hết chợ Huy quá. Hết đi. Huyên ơi, nè cái con vừa để chiều ăn đúng không? Thật nha. Nói không hết đâu. Ngon á. Nói đâu ăn không đợi vui ha. Ngon ha. Chứ cái ăn một mình hoài quá ăn không ngon nè. Mình đi uống đôi khi ăn mình uống. Ăn cái này. Hả? Ăn miếng rồi. Đi leo. Cái này để đem để làm dưa ngon lắm á. Yeah. Làm dưa. Người ta làm dưa, người ta làm mấy trái nhỏ nhỏ, phải làm cái dưa. Mà cái dưa chuột á. Cái trái nhỏ nhỏ nó giòn hơn nha. Ta làm dưa chuột á. Rất ngon cái nè. Mình cũng đang nói bụng quá nè. Ăn em rất. Huy cũng đang nói bụng mà Huy nãy giờ ăn chậm quá. Mình nãy giờ là vứt hết. Giờ ai ăn nhanh hơn nữa không? Mẹ của em á. Cô Hoa nhanh lắm. Cô Hoa hả? Đúng rồi. Ăn cái chút xíu hả? Thấy mình dùng cái gì cảm thấy ngon ha Huy ha. Dạ. Rồi mình ăn nhỏ nhỏ một cục nữa, còn chưa lại cục bự cho Huy. Dạ. Thôi em no rồi, đây chịu ăn luôn. Chịu mới ăn hết. Không, chịu ăn được mà, nó đâu có hư đâu, tại mình mua cái chưa mà. Ngon. Ok. Xong. Nhanh hơn em nữa trời. Hai chén à? Dưa hấu. Mời cả nhà ăn dưa hấu lại. Nếu mà Bình không lại ăn cơm cái gì? Cháo à. Cháo với dưa. Dưa đúng rồi. Không có dưa ăn nữa. Cháo với nước mắm nữa. Ngon ha. Đã quá Huy ha. Em chưa thử đây, chụp cho em.
trời. Cả nhà thông cảm ha, nhà Huy không có dao. Đang vị nó ngon hơn. Nhà Huy đóng giống như đi quận hồi đó vậy. Đúng không? Mình đâu có đem dao đi theo đâu. Nghe. Lấy cái muỗng à. No quá luôn. Cầm đó. Thấy rồi. Mời ăn dấu đi. Dưa hấu ở ngoài màu xanh, ở trong màu đỏ ha. Nha. Lạ. Có câu đố nữa kìa. Câu gì? Trái gì mà ăn vô đỏ rồi ói ra màu đen? Ừ. Là trái gì? Bữa hồi xưa đó mấy ngày rồi em chơi Facebook em thấy mẹ em đố anh cái gì chết không thúi á. Đồng hồ. Này câu đố em biết có mấy câu à. Câu gì? Nói thử coi. Câu đố á. Câu đố không nghe nghe. Bây giờ em đố hiên nghe. Trái gì á, con gì nó bay qua mình rồi mình phải vỗ tay. Con gì? Con muỗi. Đúng rồi. Suốt hôm nay với sân học quá nè, suốt hôm nay nè. Pin ơi, pin phong, pin ớt đoàn chấm côn hùa. Suốt pin sân học đó là bạc á. Pin ơi, pin phong, pin ớt đoàn chấm côn hùa. Nâng ạ. Những các con nghe câu này nghe quen quen nè. Còn cái này là không phải là hồi xưa. Cái này là cái câu đố mà tiếng Việt á, thì trái gì mà giống trái bình bát, không biết hát lại biết ru con. Còn cái này là về bên tiếng Khmer. Đúng rồi. Đúng không? Thì tiếng Khmer thì biết ai pin phong pin ớt đó anh chăm côn hòa bà dây ta bằng ôn na đăng comment. Dễ lắm luôn á, mà người không biết là tìm không thấy đâu. Bữa nào đố mẹ em coi. Nghe ra chưa? Có nghe rồi, quên. Thua à? Thua à? Con gà. Biết lắm. Hai mũi đó. Nàng ơi nàng nuôn. Nàng thông đặc luôn. Nàng tôi chàng xa bào. Nàng ơi nàng nuôn. Thắt sao pinh luôn. Cho tèm tắc lệ. Hàng câu đố rồi. Chưa cả ngay đầu tiên đó. Nhâm tí tranh đi nữa nè. Không biết chữ, không biết câu đố ghê. Ha. Anh giấu đi. Tìm thấy chưa? Nó ghê hơn mẹ em, nếu mẹ em đố vậy quá. Hả? Thua. Thua. Nùm. Là nàng ơi nàng nuôn nàng nàng thông đặc luôn nàng tui chàng sma đó lợp nung. Nói ấy. Hay là nàng ơi nàng nuôn phạm sao pinh khá luôn cho tèm tắc lễ nâng. Mình chạy chiên.
cái chiến cái đặc lành mặc ta đặc chê cho cái bắt ra lại chê cho nó nghe rồi mình là hết rồi đó, hết trách nhiệm của mình rồi. Rồi cả nhà ơi, thì cuộc dùng cơm ai mình cũng thấy rất là no luôn, một trái dưa, hai tô cơm, mấy miếng thịt nữa cả nhà, rất là no. Mình còn Vi thì một tô cơm thôi, mà trái dưa hấu là Vi lát phải ăn được hết. Cái ăn không nổi đâu. À. Thôi thì buổi dùng cơm đến đây thì mình cũng xin phép khép video ha. Tạm biệt mọi người, tạm biệt cô bác nha. Mình rất mong được cô bác giúp đỡ cho con rồi, con rất mong gặp cô bác lần sau nha. Rồi chào cô chú anh chị ha. Mình chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và hẹn gặp cô chú anh chị vào những video tiếp theo ha. Mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà. Dạ.